Chỉ với 700k, bạn đã có chuyến du ngoạn qua 4 hòn đảo đẹp nhất của Phú Quốc bằng cano hiện đại trọn vẹn chỉ trong một ngày. Nếu nhanh tay trước ngày 20 tháng 12, bạn có thể mua được voucher ưu đãi chỉ còn 600k, hạn sử dụng đến hết 2022. Bạn sẽ được đưa đón miễn phí trong trung tâm Diên Đông. Anh hướng dẫn viên dễ thương nhiệt tình nhà John sẽ giới thiệu lịch trình và những thông tin cực kỳ thú vị về Phú Quốc. Sau 30 phút, chúng ta sẽ đến cảng An Thới. Tuy ga tàu neo đậu ở đây rất nhiều, nhưng John Tour có một bến tàu riêng ở đây nên không sợ bị lạc đâu. Ngồi trên cano, cảm giác gió ầm ập vào mặt, xõa tung làn tóc tuyệt không thể tả được. Trên đường đi, ngoài được hít căng lồng ngực khi biển Phú Quốc, thì bạn còn được ngắm cảnh đẹp mát mắt nữa. Bên cạnh ghe tàu đánh cá nè, các hòn đảo nhỏ rải rác trong quần đảo An Thới thì còn có cáp treo 3 dây dài nhất thế giới nữa đó. Các trụ đỡ cabin cáp treo thì siêu to khổng lồ luôn. Điểm đến đầu tiên đó chính là hòn Móng Tay, hòn đảo có màu nước long lanh như ngọc thượng hạng vậy đó. Hòn đảo tuy nhỏ nhưng mà chỉ cần nhìn bãi biển cát trắng phau với nước trong vắt như pha lê thì muốn nhảy xuống bơi hoài luôn. À mà bơi ít ít thôi nha, để dành sức sang hòn cát chơi tiếp nữa. Giờ thì lên cano vút qua hòn Gầm Ghì để lặn ngắm san hô thôi. Anh hướng dẫn viên dễ thương nhiệt tình nhà mình sẽ hướng dẫn đeo và xài mặt nạ với ống thở. Ngắm san hô kiểu này thì không cần biết bơi cũng không cần biết lặn luôn. Úp mặt xuống rồi vẫy tay chân thôi là ngắm rạn san hô lớn nhất Phú Quốc được rồi. Điểm đến thứ ba chính là hòn Mây Rút Trong, hòn đảo đẹp mỹ miều như cái tên á, mà san hô và dải đá xung quanh đảo xếp lên nhau như những áng mây rút về chân trời vậy đó. John Tours có khu bãi biển riêng trên này luôn nên thoải mái vui chơi và chụp ảnh thả ga nha. Mà chắc lúc này các bạn cũng đói rồi, đi ăn trưa thôi. Giá tour đã bao gồm bữa trưa 8 món kèm trái cây rồi nha. Trên hòn có nhà hàng và quầy bar của John Tour luôn. Nhà hàng rất sạch sẽ, nhân viên dễ thương, mà đồ ăn thì vừa tươi vừa ngon, thiệt là ưng cái bụng. Đặc biệt, đi tour cano của John Tour bạn sẽ được tặng một clip quay flycam siêu hot và được giảm 50% phí dịch vụ trên hòn Mây Rút Trong như thuê giường nằm nè, thuê phao và tắm nước ngọt. Bạn còn được học cấp tóc khóa tạo dáng trên shop sao cho hút mắt nhất nữa. Mấy tấm ảnh xuất sắc mà bạn hay thấy có xích đu dưới hàng dừa nè, cây cầu gỗ ra biển, cầu tam sắc, vòng mặt trời và hình chụp xuất cấp chụp mắt chim chính là ở hòn Mây Rút Trong đó nha. Bạn có thể tự do khám phá các địa điểm chụp ảnh đẹp khác như hàng dứa biển, võng lưới Bali, bãi biển nhỏ ẩn mình trong vách đá. Điểm đến cuối cùng là khu vực biển Hòn Thơm. Bạn sẽ có hai lựa chọn, một là trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển với chi phí tự túc. Đi Phú Quốc về có cái để khoe với bạn bè nè, không phải đi bộ tham quan trên đường bình thường mà đi bộ dưới đáy biển chơi với cá và san hô luôn, mà không cần thiết bị gì cầu kỳ, chỉ cần đội nón phi hành gia vào, không ướt tóc, không rơi lớp trang điểm, đeo kính cận cũng được nữa, kèm theo một anh hướng dẫn viên 6 múi đẹp trai nữa. Lựa chọn thứ hai là đi câu cá như những ngư dân chính cống. Bạn nào mà muốn trải nghiệm đi cáp treo và chơi công viên nước hiện đại nhất Đông Nam Á trên Hòn Thơm á thì giá tour là 1 triệu. Trong tour biển Phú Quốc á thì tour cano 4 đảo là sự lựa chọn tuyệt nhất, chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đừng quên John Tours đang có khuyến mãi voucher tour cano 4 đảo chỉ còn 600.000 nha. Đặt ngay trên trang web phuquoctrip.com hoặc fanpage John Tour Phú Quốc. Hẹn gặp lại các bạn tại Phú Quốc.